Xin chào anh em, năm 2018 này đã gần hết rồi và năm vừa qua thì mình thấy rằng có một trào lưu nổi lên cực kỳ mạnh, đó chính là trào lưu làm phim nghiệp dư, khi anh em tự làm phim, tự quay phim, tự dựng phim, sau đó up cái clip thành phẩm của mình lên những mạng xã hội như là YouTube hoặc là Facebook. Sức ảnh hưởng của những người làm phim nghiệp dư này lớn tới mức khi mà Adobe đã quyết định phải tung ra hẳn một phiên bản Adobe Premiere dành riêng cho những người làm phim nghiệp dư. Đó chính là phiên bản rút gọn Adobe Rush CC, một ứng dụng làm video đơn giản và cực kỳ gọn nhẹ. Và bây giờ cũng là những ngày cuối cùng của năm 2018 này rồi, chỉ còn một vài ngày nữa thôi là sẽ sang năm 2019. Và sau đó là một vài hôm nữa là sẽ đến Tết âm lịch, khi mà anh em có nhiều thời gian dành cho bạn bè, gia đình. Mình nghĩ là anh em cũng có nhu cầu ghi lại những khoảnh khắc đó đúng không? Và ngày hôm nay mình muốn giới thiệu cho anh em một combo làm phim nghiệp dư, khi mà làm phim 4K, dựng phim 4K cực kỳ đơn giản, gọn nhẹ. Nó thậm chí nó nằm trong túi quần của anh em luôn. Và combo đó là gì thì cùng tìm hiểu nhé. Và combo này thì đang ở trước mặt mình ngay tại đây bây giờ. Một combo với chiếc iPhone 8 Plus và một chiếc GoPro Hero 7. Đây là một combo làm phim 4K mà bạn có thể thoải mái mang đi bất cứ đâu bạn thích, bất kỳ khi nào bạn muốn mà không gặp phải bất kỳ vấn đề gì bởi những thứ setup cồng kềnh. Và bây giờ, khi mà nhu cầu của bạn chỉ là up lên Facebook, up lên YouTube hoặc up lên Instagram, những đoạn video ngắn, đơn giản, chất lượng thì nó cũng bị giới hạn bởi là up lên Internet mà, thì bạn đâu cần phải đầu tư quá nhiều tiền vào đúng không nào? Mình nghĩ rằng hãy cứ đơn giản thôi, không cần đầu tư quá nhiều tiền vào thiết bị. Hãy sắm những thiết bị mà bạn thấy là phù hợp nhất cho bạn, nhỏ gọn, thoải mái nhất. Bạn không phải gặp vấn đề gì khi mà mang vác theo, hoặc có thể như đoạn clip sau đây. Nếu mà với máy ảnh, có lẽ mình sẽ chả rút máy ra rồi set up cổng cây này nọ đâu. Mà với GoPro Hero 7 thì mình tiện lợi, mình chỉ cần giơ máy lên và bấm nút, máy sẽ tự động ghi lại khoảnh khắc này cho mình. Một khoảnh khắc có thể coi là ấn tượng nhất buổi tối hôm đó. Mà nói về tính nhanh gọn thì chiếc GoPro Hero 7 này cực kỳ nhanh gọn. Bạn chỉ cần bấm một nút quay như thế này là máy sẽ tự bật lên và quay. Đó, các bạn có thể tiếng tít 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 và máy đang quay. Mà thậm chí cái độ tiện lợi của GoPro Hero 7 có thể nói là vượt trội hoàn toàn so với những đời trước, khi mà nó được tích hợp nhiều câu lệnh hơn để các bạn điều khiển vào giọng nói. Ví dụ như là GoPro stop recording, máy đã tự tắt. Thực ra những đời trước như là Hero 5 và Hero 6 tuy đã có tính năng ra lệnh giọng nói rồi, nhưng mà Hero 7 tính năng của nó được phát triển hơn với hai tính năng mới là start recording và stop recording, giúp bạn kể cả khi bật máy hay tắt máy, bạn chỉ cần nói một câu start hay stop là máy sẽ tự động chạy. Còn với những đời trước thì bạn chỉ có thể bật máy lên, nhưng còn bấm quay phim thì bạn phải tự bấm. Với chất lượng hình ảnh thì dòng GoPro hiện nay đã quá nổi tiếng rồi, khả năng quay ngày, quay đêm của dòng này đều đạt ở mức rất tốt. Hiếm ai có thể chê được với chất lượng của dòng GoPro này ở trong làng Action Cam. Tuy nhiên khi dùng Hero 7 thì mình có một tip muốn chia sẻ với các bạn, đó chính là tính năng Hyper Smooth. Đây là một tính năng cực kỳ đỉnh, khi nó giúp cho video chống rung mượt không kém gì gimbal. Tuy nhiên, có một vấn đề, đó chính là tính năng này chỉ giới hạn ở 2.7K 60fps hoặc là 4K 30fps. Với 4K 60fps, bạn sẽ không có Hyper Smooth mà chỉ có chống rung thông thường mà thôi. Hiệu quả có thể nói là chênh lệch nhau khá rõ ràng. Vậy nên nếu bạn là một người thích 60fps thì mình khuyên rằng ở điều kiện ban ngày, bạn dùng 2.7K thôi là đủ rồi. Hình ảnh vẫn rất sắc nét, đủ sáng, độ chi tiết cực kỳ cao. Nhưng về ban đêm khi ánh sáng ít đi, thiếu đi thì bạn bật sang 4K để về sau đó về hậu kỳ downscale xuống 2.7K thì ảnh sẽ giữ được chi tiết tốt hơn, noise sẽ ít hơn và độ chi tiết sẽ tương đương vực với cả 2.7K ở ban ngày. Và khi đó, chất lượng footage của ngày và đêm sẽ không chênh lệch nhau quá nhiều, tránh khó chịu cho người xem. Còn về phần chiếc máy edit video, tại sao mình lại chọn chiếc máy này? Một chiếc máy iPhone 8 Plus. Đầu tiên, mình cần một chiếc máy chạy hệ điều hành iOS. Vì với iOS, bạn có thể sử dụng những phần mềm chỉnh sửa video cực kỳ tốt và nổi tiếng như là LumaFusion, một phần mềm cho phép chúng ta chỉnh sửa không thua kém gì Premiere Pro. Tuy phần mềm này tính phí lên tới $20, nhưng thực sự thì cũng không quá gì đắt so với những tính năng khủng như là lút màu dành cho những video định dạng flat. Lút màu đó các bạn, mình không thể tin được là phần mềm trên điện thoại mà có khả năng lút màu. Quá là tuyệt vời. Còn nếu bạn muốn một giải pháp nhẹ nhàng hơn và đơn giản hơn miễn phí thì mình sẽ chọn Premiere Rush. Phần mềm mình đã nói ban đầu. Thực chất thì đây vẫn là một phần mềm tính phí mà thậm chí còn đắt hơn cả LumaFusion với mức giá là $10 một tháng. Tuy nhiên phần mềm này vẫn cho bạn sử dụng miễn phí, chỉ là bị cắt một vài tính năng như là ít project hơn, hạn chế các tùy chọn file xuất thành phẩm. Nhưng mà nhìn chung thì phiên bản rút gọn của Premiere Pro này vẫn khá nhiều tính năng cơ bản như là cắt ghép, lồng nhạc, các trang diễn dựng nhẹ nhàng hay là cả những tính năng như Cone Outtitle. Điều thứ hai mình cần là một chiếc máy có màn hình tốt và to. Thì còn gì lựa chọn nó khác ngoài 8 Plus? Get Max thì giá trên trời rồi, quá khó để lựa chọn. Đây có thể nói là chiếc máy hoàn thiện nhất của Apple ở năm 2017. Màn hình tốt, pin trâu, số lượng vật là gần như không có. Và hiện giờ giá của 8 Plus Lite New thì mình thấy là quá tốt rồi. Mình thực sự nghĩ rằng đây là một món hời dành cho các bạn khi mà các bạn cần một chiếc máy có màn hình to, CPU mạnh để edit cả video. Hy vọng là gợi ý của mình ngày hôm nay sẽ giúp cho anh em có được nhiều ý tưởng hơn để build một bộ combo quay phim nghiệp dư, để chúng ta có được những hình ảnh đẹp nhất, những thước phim, những kỷ niệm về những ngày Tết, những giây phút cuối cùng với gia đình.
Ok, hy vọng anh em sẽ thích video này và thích cái combo này của mình hôm nay. Em có lựa chọn nào khác cho combo làm phim nghiệp dư bỏ túi gọn gàng hay không? Hãy comment ở phía dưới nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. À quên, nếu các bạn đang quan tâm đến hai sản phẩm là GoPro Hero 7 và iPhone 8 Plus thì hãy ghé ngay cửa hàng Seven S nhé. Mức giá là rất tốt và có rất nhiều quà cho anh em. Mau sắm mà chơi Tết đi nào. That we sang, they were written for you and me. Melodies on repeat, that's what I hear when you're by my side. Yeah, that's what I hear when you're by my side. Don't let this be our final song.